đang cùng đến với chương trình Giải Mã Tình Yêu. Chuyện tình yêu là một cái điều mà chúng ta có thể nói từ năm này qua năm khác. Nhưng mà hy vọng rằng tới năm mới này, khi mà cũng chưa có người yêu, thì chúng ta sẽ có thêm được những mối tình mới, và những mối tình đó sẽ kéo thật là lâu quý vị nha. Và ngay bây giờ chúng tôi xin được giới thiệu về khách mời đặc biệt của ngày hôm nay. Hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón ca sĩ và diễn viên Trai Quân. Xin chào Quân. Chào anh Bảo. Và lần đầu tiên thì cho Trai Quân xin gửi lời chào từ tất cả các bạn khán giả của chương trình Giải Mã Tình Yêu. Hôm nay cũng là đầu năm rồi thì Trai Quân xin gửi lời chúc cho các bạn có một năm mới thật nhiều may mắn này, nhiều niềm vui và nhiều lì xì nữa. Yeah, xin cảm ơn Trai Quân rất nhiều. Xin mời bạn. Bởi vì mình được chào đón Gia Nguyễn và Vi Mắt. Và dĩ nhiên khi đã có những soái ca thì chắc chắn sẽ cũng phải có những cô gái đẹp, mà không chỉ đẹp thôi mà còn rất duyên dáng, và còn có rất nhiều câu chuyện sẽ kể với chúng ta ngày hôm nay nữa. Giới thiệu chính cô gái và cùng xinh đẹp ở đây ạ. Khi bạn tin lấy một chút xíu thì khi đã có Trai Quân thì chắc chắn là phải có chính Huyền Thanh. Xin chào Huyền Thanh. Chào anh. Ngày hôm nay bạn đến đây cảm xúc của bạn như thế nào ạ? Khi mà em ngồi đây thì cảm xúc của em rất là vui và cũng đang rất là hào hứng để có thể tham gia cùng mọi người. Thế bạn đã có sẵn sàng để mà kể những cái câu chuyện về tình yêu của mình cho tất cả chúng tôi cùng nghe không ạ? Em sẵn sàng. Hứa nha, tại vì ngày hôm nay mặc dù biết đối diện bên kia là có anh chàng đấy, nhưng mà biết đâu chừng chúng ta vẫn sẽ có rất là nhiều câu chuyện cũ thú vị thì sao? Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về đề tài, đó chính là những cách tỏ tình mà các cô gái thích nhất. Hấp dẫn. Ở đây, chính cô gái của chúng ta đã được tỏ tình hết chưa? Có ai chưa được tỏ tình bao giờ không? Tất cả đều được tỏ tình rồi. Đúng rồi. Sau đó còn nhiều câu chuyện để kể đây. Thôi thì bây giờ đến với câu chuyện đầu tiên. Một chàng trai tỏ tình đến 3 lần theo 3 cách khác nhau. Ai da. Tỏ tình tới 3 lần. Em. 3 lần, 3. Linh á. Anh làm gì mà anh bất ngờ quá vậy? Em nhìn em vậy thôi chứ cũng có người thích nha. Không, nhưng mà anh nghĩ là tưởng là một lần thì thôi, chứ 3 lần thì hơi nhiều với em đấy. Lần dùng loan rồi. Ê, anh bảo không những xến mà còn vô duyên. Đúng rồi. Hai đứa lại ngồi kế nhau à? Ủa, anh không thấy lần dàn đầu là toàn là bạn thân em hả? Chị Ri nè, Linh nè, chị Hân. Ờ, ok, anh sai lắm nha. Thì anh mời Linh kể đi em. Dạ thì cái anh chàng này là lần đầu tiên lên Sài Gòn á, thì em quay trong đoàn phim thì ảnh trong ekip, ảnh có tình cảm với em trước, em thì sau này em mới cảm nhận anh đó tốt quá thì mình có tình cảm, nhưng mà tình cảm đó thì em chỉ cảm nhận là anh em hay bạn bè thôi. Thì lần đầu tiên ảnh nhắn tin tỏ tình em không chịu, thì lúc em về quê ở Phú Yên gọi chuyện rất lâu, gọi chuyện nói chuyện rất lâu, xong ảnh mới hỏi là làm người yêu anh nha. À, là lúc là gọi điện là trước đó là nhắn tin đúng không? Nhắn tin. Em nói là để em thời gian suy nghĩ, giờ em cũng chưa biết cảm xúc của mình là gì nữa. Thì sau đó tự nhiên cái hai người im lặng luôn. Tự nhiên ảnh nhắn tin cho em, ảnh nói là em lên Facebook đi, anh có cái này muốn nói. Một cái bài post Facebook mà chỉ có em với anh đó xem được thôi. Một cái tâm thư rất dài, đọc rất là cảm động, kèm theo một cái video ảnh quay, ảnh tự đàn, tự hát. Ảnh đàn, ảnh hát cái bài là Làm Vợ Anh Nha. Wow. Nói chung em nghĩ là hiếm có một chàng trai nào như vậy lắm, tỏ tình tới 3 lần mặc dù biết trước kết quả luôn. Rồi cái lần thứ 3 đó rồi cuối cùng kết quả như thế nào em? Thì kết cuộc là đến bây giờ ảnh đã có người yêu, nhưng mà không phải là em, tại vì người tốt á em luôn để dành để làm bạn. Ủa? Vậy còn người không tốt? Tại vì không tốt em mới làm người em thôi. Biết là không phải, em biết thời điểm đó. Đúng rồi, thời điểm đó em rất là trẻ con, và bây giờ em cũng chưa phải là một người trưởng thành nữa. Em sợ là em sẽ làm tổn thương người đó. Em đang là một người tốt, anh hiểu không? Em không muốn làm tổn thương. Coi như là khi mà em chưa chắc với tình cảm của mình. Đúng rồi. Thì em không có dám tiến tới với người ta. Phải, tại vì tao từng sai cách đó, thường dùng đồ ăn chắc dính rồi. Nhưng mà nói chung thì em ấn tượng nhất với cái cách tỏ tình đó. Thực ra là anh chàng này sai cách đối với lại Linh. Không nhận luôn á Linh. Đúng, đúng vâng.
mấy cái anh chàng này là bị sai cách với Linh đúng không? Chứ nếu như mà anh chàng đã quay một cái video mà anh ấy nấu hết nguyên cái bàn đồ ăn như thế này, nhưng mà Linh ơi đang chờ em ăn nè. Nhưng mà cái người thì... mà tỏ tình với Linh là đàn hay anh à, đàn hát hay, và dễ thương mà, nhưng mà không hiệu quả với lại Linh đâu. Nên em nói rồi sẽ có đồ ăn, giống như bày bàn ăn ngồi đàn hát thì ok. Hồi hồi luôn. Đôi lúc hơi hơi tại vì em nói chọn trai giờ nó ghê quá, không có ai mà kiểu thật lòng hết trơn nên là không hề, không hề, không phải là không có em, tại vì em chưa tìm ra rồi. Người đó thôi. Anh tin một điều là may mắn của em đã hết rồi đó. Được những ba lần mà hết những ba lần rồi mà không nhận thì bây giờ tiếc nuối nữa cái gì. Đánh đàn hát luôn rồi mà không chịu. Ừ, tại đó thiếu đồ ăn rồi. Đàn gì á? Đàn hát đâu có ăn được đâu. Đàn guitar thôi, giỏi đàn guitar. Em đã từng suy nghĩ trong đầu nha, em thề luôn á. Em có suy nghĩ bây giờ chỉ cần ai biết đàn, biết hát mà quay video mà tỏ tình em đồng ý cái rụp liền. Đó. Nhưng mà sao tự nhiên lúc gặp chúng nó kiểu như bị ai dựa vậy đó. Vậy mà hồi xưa em cũng có ghép cặp tụi nó mà tụi nó chối. Em cãi số rồi, em cãi số rồi. Cho nên bây giờ em chị em có gì mình... to được không? Sao chị Linh lớn, không nói gì không? Chị Linh lớn. Cá nhân Quân thì cảm thấy là cái anh chàng này rất là đáng được trân trọng. Tại vì anh ấy chơi rất là fair play. Anh không có cái phá luật là quá tan ba bận. Đó, gọi điện này, nhắn tin này, xong rồi tỏ tình lần thứ ba là không được là anh ấy thôi. Anh ấy tìm cô khác. Thì mình thấy rất là đáng thương. Bảo nghĩ là chàng trai đó may mắn đó chứ. Người chàng trai đó một chàng trai tử tế. Đúng rồi, một chàng trai tử tế. Anh Bảo à. Quyết định dừng đúng lúc đó Phương Linh. Rồi. Và đó là câu chuyện đầu tiên của Gia Linh. Bây giờ câu chuyện thứ hai để xem của ai nhé. Lúc tỏ tình bạn trai rất rung và mặt xanh lét, cảm giác chạm nhẹ cũng xỉu. Quên, anh thích cái này hả? Mong manh quá, mong manh. Ai thích cảm giác này vậy? Cái câu chuyện được tỏ tình gần đây nhất thì trước đó hai mối tình trước đó là không hề được tỏ tình. Như là 5 năm là có quen hai người nhưng mà không có được ai tỏ tình hết. Thì hai mối tình đó đi qua thì gặp một cái anh chàng này trong một chương trình truyền hình thực tế. Mà chắc rằng là ở đây sẽ có rất là nhiều người biết. Thì sau một cái thời gian là mình đã quen với cái chuyện là bây giờ nếu mà yêu thì cũng không cần phải tỏ tình, không cần thiết phải có chuyện đó. Thì tự dưng lên chương trình đó mình được tỏ tình bằng một cái bó hoa nhỏ, đơn giản thôi, không màu mè, không phức tạp. Thì bạn nó lên mà lúc đó mình vừa lo lắng cho bạn đó mà cũng vừa mắc cười mà thấy rất là dễ thương. Một anh chàng rất là cao to. Đừng tả nữa chị. Tốn muối nè chị. Đó mà khi mà đứng trước mặt mình nói thì anh ấy rất cầm một bó hoa mà bạn nó rung. Mặt đúng nghĩa là xanh lè luôn, mà thậm chí là hình như là bên bộ phận âm thanh á là còn nghe thấy cái tiếng trong cái micro thu tiếng, nghe tiếng tim đập thình thịch như thế này. Dễ thương vậy thôi chứ trời. Thì đúng rồi, rất là dễ thương, mình thấy rất là dễ thương. Mình thấy rất là dễ thương mà tại vì là do một khoảng thời gian vừa rồi mình không có từ tỏ tình và mình không có nghĩ rằng là sẽ cần thiết cái chuyện tỏ tình á. Cho nên khi mà được bày tỏ tình cảm như vậy cái xong mình cũng thấy trời ơi vui quá. Cũng bất ngờ mà cũng thấy anh chàng này rất là dễ thương mà lo lắng giùm cho bạn đó, tại vì bạn đó giống như muốn tuột huyết áp luôn á, chứ còn đụng một cái là bạn đó ngất xỉu liền lập tức. Trời, em không nghĩ vậy luôn á nha, em nhìn hình dáng em không mọi người thì cái kiểu mà em thích được tỏ tình là chỉ đơn giản nhẹ nhàng thôi, ví dụ như đi ăn một bữa tối xong rồi một bó hoa nhỏ và nói là làm bạn gái nha hay là gì đó là được rồi. Nhưng mà đây là cái mà em ấn tượng đáng yêu đúng không? Rất là đáng yêu vì trong suốt 5 năm vừa qua không ai tỏ tình cả. Chị, anh đâu mới tỏ tình ảnh vậy chứ mà ảnh cầu hôn chắc nhập viện. các bạn nam có bao giờ là trong cái trạng thái là mình thích cái người đó quá rồi bây giờ mình chuẩn bị mình tỏ tình với người ta nhưng mà mình bị rung, mình không biết nói gì không? Có chắc chắn là sao Bi hồi đó Bi có thương một người nhưng chưa có rất là thương nhưng mà đang kiểu mà mình muốn thể hiện tình cảm cho họ. Mình vừa nói cái họ chỉ cần hả một cái là mình quýu hết tay hết chân mà mình không biết cái từ ngữ nó bay hết rồi. Tại đúng vì... rồi hả, rụng rồi cũng dạng vậy đó, tôi không biết nói gì, nói ba cái từ nó nghe nó rất là vô duyên mà nó không dính dáng gì tới câu chuyện cả đó. Sợ bị nghẹn luôn. Chỗ này nó chạy ghê lắm nè, chỗ này nó chạy. Em là cái đợt đó là em tỏ tình bạn gái là ở ngoài bưu viện, em ngồi bắt đầu kêu hai chai bia ra xong cái em định nói, vừa quay qua em định nói xong cái mày qua nhìn qua thấy ánh mắt cái nhìn cái em uống bia luôn. Em nấu một hơi hết nửa chai xong rồi em ngồi cái em mắc ở quá rồi nhẹ hôm nay em cái xong cái hồi em nóc thêm nửa chai nữa xong quay qua nói tôi thích mấy người tôi thích mấy người á hả
hết mấy người á, quyền mày. Đó là lần đầu tỏ tình của em. Rồi thành công không? Vậy? Thành công. Thành công. Dễ thương. Wow. Wow. Dễ thương, rất không, là dễ thương đúng không? Bạn gái là bạn cố tình nói vậy là hả cái gì đó, hả cái gì đó là để cho cố tình em. Các bạn nữ mà đi mình rơi trong cái trường hợp đó chắc là 100% đồng ý đúng không? Không, đều phải hả ba lần để cho nhắc hả ba lần, bắt cho lớn lên. Là lớn là một cái nguyên bàn nhanh. Hên là anh ở đúng lúc nha. Các bạn trai có biết được là mong ước của các bạn gái khi tỏ tình là gì không? Trước khi mình đi tỏ tình. Hay là cứ làm bạn theo bản năng thôi. Cứ thích tìm làm. Thì là thì em muốn thì em cứ nói thôi, nhưng mà em phải có cái gì đó nó tác động lên em mới dám nói. À, bia rồi. Ví dụ như là bia. Yeah. À. Mang chút xíu là em cứ nói. À. Thì đúng là mình thích thì mình phải nói, nhưng đúng mà rồi. Ý là mình có suy nghĩ là mình nên làm cái gì để mà chắc chắn là cổ sẽ đồng ý kèm với lời nói của mình hay không ấy. Có. Thì đó còn tùy theo cái tính cách của bạn nó như thế nào nữa. Ví dụ bạn nó thích sến thì mình sẽ làm những cái sến trước, mình mối trước. Nhưng mà Gia là người không thích sến mà. Thì nó hên rất hên là hết rất hên là gặp người không sến. Nên là Quân thì sao? Quân thì là một người khá là kiên nhẫn. Mình cũng không có vội vàng hấp tấp, nên là khi mà mình cảm thấy đối phương á thật là thích mình lắm rồi. Thì mình mới tìm một cái thời điểm thích hợp là mình tỏ tình. Thì thường thì xác suất thành công thì rất là cao. 100%. Trai Quân tỏ tình với chúng Huyền Thanh như thế nào? Cái này thì có lẽ phải để cho Thanh. Cái này chắc phải để chia sẻ sau đi. Chứ anh bảo làm gì? Tỏ tình thì bảo làm gì? Mình có bàn về cuối chương trình được không? Em nghĩ là anh đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi. Thật ra nha, nếu như mà nói về cá nhân anh thì anh chưa bao giờ anh tỏ tình hết trơn á. Trời ơi. Anh không biết sao nhưng mà anh là gì nè. Anh đi với người ta một cái đoạn tại vì mình thích mình mới đi. Thì khi mình đi thì mình sẽ gần như là mặc nhiên là mình quen nhau. Tự hai người biết đúng không? Tính ra là chỉ có hai người đầu tiên anh quen là anh biết chính xác ngày đầu tiên mình quen là như thế nào. Còn những người sau đó là anh không biết ngày bắt đầu là ngày nào hết. Nhưng mà anh nghĩ là cái cách mà mình ở bên cạnh nhau nó quan trọng hơn cách tỏ tình. Nhưng mà anh chắc chắn là nếu như mà có một cái dịp nào đó được thì anh nghĩ mình nên thử tỏ tình đúng không? Đúng rồi. Các bạn nữ mong chờ cái chuyện đó hả? Thì có thì cũng vui hơn, ngọt ngào hơn. Không, em nghĩ là dù hai người biết nhưng mà cũng có một cái lời nào đó nói chính thức á thì thấy cảm giác nó vẫn hay hơn, hay hơn. Bạn trai đơn phương tỏ tình bằng thư giấy và thiệp handmade. Ủa thì tỏ tình đơn phương là đúng rồi chứ dạ, sao bạn trai đơn phương là sao? Nhã cười là bây giờ nhã hả? Ủa lừa đúng nghĩa hả nhã? Kỳ á nha, cái này là kỳ á, sao kỳ á? Sao vậy chị? Thì chia sẻ thôi chứ gì đâu. Bạn trai đơn phương tỏ tình tức là bạn ấy thích nhã hơn nhã không thích lại đúng không? Đúng rồi. Nhã có một cái nhóm bạn rất là thân. Hồi học cấp 3 thì lúc đó có một đứa bạn ở trong nhóm mới tới bên cạnh nhã, xong đưa một cái phong bì rất là to. Nó A4 lận, xong đưa cho nhã kêu là nhã có đứa bên lớp khác đưa cho mày nè. Ủa vậy hả, cái gì vậy trời? Cái xong nhã mới xé ra, nhã không nghĩ nó là cái thiệp tại vì nó to quá. Nhã xé và xé rách luôn sao không bà? Không rách. Nhã xé rất là cẩn thận, nhã mở ra nhã thấy nó là một cái thiệp làm bằng tay A4 rất là to, làm rất là cẩn thận và kèm theo một cái bạn ấy viết chữ ở trên đó rất là nhiều, mà nhã đứng nhã đọc, nhã bò xuống nhã đọc. Nhã tìm cách nhã đọc bởi vì viết chữ xấu quá nhã không thể đọc được. Mà nhã đọc tới đâu mà nhã hiểu được tới đó là nhã cười, nhã lăn, nhã bò, nhã lăn ba bậc lăn cấp luôn đúng không? Không, ở trong lớp cho nên nhã chỉ rớt xuống đất thôi. Nhã cười và nhã vẫn không kìm được cái cơn cười của nhã. Sau một lúc sau nhã thấy tự nhiên cái nhóm bạn của tụi nhã nó không cười nữa, nó im lặng. Xong chỉ có mình nhã cười thôi, cái nhã dừng lại, ủa sao tụi mày tự nhiên im lặng vậy? Xong nhã nhìn thẳng ra cửa, thấy bạn đó đang đứng nó ngay cửa nhìn nhã. Lúc đó là nhã duyên ơi, là duyên luôn á. Chết rồi, lúc đó nhã không biết phải cư xử sao luôn á. Cái nhã lực lượng nhã ngồi dậy, xong gấp cái tờ giấy lại. Xong nhã nhìn bạn đó là nhã chào thôi. Nhã cười trừ thôi chứ cũng biết làm sao giờ nữa. Nhưng mà nhã có thích cái cách tỏ tình đó không? Thấy cũng dễ thương. Vấn đề là nếu như mà có làm á thì làm ơn viết chữ đẹp hơn xíu. Nhã mắc cười một phần là bởi vì nhã không nhìn được chữ bạn đó viết, và nhã đọc được tới đâu nhã hiểu thì nhã càng cười bự tới đó. Nhưng mà đọc hết cái đấy bạn nó có chân thành luôn. Chân thành, rất chân thành luôn, mà thật sự bây giờ nhã còn nhớ mãi cái dáng đứng của bạn ấy ở bên cái cửa lớp mà đứng lấp ló nhìn nhã mà kiểu rất là ngượng luôn á. Thì cảm thấy rất là muốn nói lời xin lỗi với bạn. Là lúc đó bạn ấy bị sững sờ hay là bạn ấy mong chờ hay là bạn ấy như thế nào? Nhã nghĩ là sững sờ, không nghĩ nhã vô duyên vậy.
À, chứ thật ra là Nhã mong muốn được tỏ tình như thế nào? Thật ra thì sau lần đó thì Nhã cảm thấy Nhã sai trái lắm. Bởi vì Nhã cảm thấy là mình không có được lịch sự, không được tinh tế trong cách đối xử với người khác, một người thích mình. Thì chắc giống như là bị quả báo vì sao tới giờ cũng chưa ai tỏ tình lại. Đó, chưa ai tỏ tình lại. Đúng rồi, mà toàn kiểu giống như bảo là gặp ai đó thích là tự động mặc định là tụi mình quen nhau rồi đó, chứ không ai tỏ tình hết. Nhưng mà dĩ nhiên là Nhã phải có ước mơ rồi. Nhã có ước mơ là sẽ được tỏ tình được một lần nữa. Ấy, tại vì hồi nhỏ là có một cái kỷ niệm rất là in đậm trong cái trí nhớ của Nhã, là việc mà Nhã đi chơi về rất là khuya. Mà ở Nha Trang thì tầm là 11, 12 giờ là đã vắng hết người rồi. Thì hồi đó có một cái cây bông gòn, không biết mọi người có biết cây bông gòn không ha? Khi mà mình mở nó ra thì nó bông của nó rất là nhẹ. Mình tung lên trời thì nó sẽ bay giữa trời. Thì cái lúc đó Nhã đứng lên, Nhã nhìn thì nó cảm giác giống như là tuyết vậy á. Tuyết rơi giữa mùa hè. Cái xong Nhã cảm giác là nếu mà sau này có ai tỏ tình với mình ngay giữa một cái con đường như vậy. Đúng rồi, có tuyết rơi như vậy thì mình sẽ đồng ý ngay. Không, dễ thương mà. Nhã đang thả, đang nhắc khéo ai muốn tỏ tình nhé. Đó, tỏ tình rồi. Mây là mưa rồi. Khi một xe bồn xịt nước nè. Thôi đi, không được. Mọi người đứng nhìn ra quạt quạt.